Dạ 75. 75 bà cụ làm nghề gì? Dạ đi kiếm thuốc nam đồ cho anh làm kiếm tiền. Bà cụ đi đâu? Đi kiếm thuốc nam á? Dạ đi kiếm thuốc nam mấy bài. À. Tôi bữa đó tôi qua sống. Lên đó biên giới. À. Đi lên tận biên giới kiếm thuốc nam. Dạ. Xong rồi về làm dạ. Thuốc à? Dạ. Rồi đến tiền trùng. Rồi làm gì nữa? Tiền. Mắt có cái thiếu. Dạ. Cái con cái bà đâu? Dạ. Bà có con dạ, cái gì không? Bà sống mình không con cái gì. Vậy là bà con lên trên chỗ người ta bắn đá đó. Là đại bản mà tôi không biết chữ gì. À. Không biết. Rồi lên rồi xuống cái đá nó lăn chạy bà con. Dạ, đá nó lăn. Đứt mất ba ngón chân. Dạ. Đứt mất ba ngón chân này. Dạ. Bị gãy. Cái này là một dạ. Mà nhiệm bắn đó. Dạ. Thế bà ở với ai? À. Bà ở với ai? Ở có mình nhá. Dạ. Thế bà nhà bà ở đâu? Nhà ở tổ 13. Tổ 13. Tổ về ở tổ ông Tích. Ờ. Thế mỗi ngày thì bà làm kiếm được khoảng nhiêu tiền? Kiếm đủ ăn. À, khác nước cái gì cũng có tiền mua triệu sao bà. Ờ. Bà tên là gì bà? Dạ Nguyễn Thị Ngọc. Bà Nguyễn Thị Ngọc, năm nay 75 tuổi. Nay bà tới đây để bà nhận gạo với mì gì đấy. Dạ. Mà không có phiếu. Tôi nói với cậu, tôi mất cậu. Bị mất phiếu. À. Dạ. À, thôi bà cứ ngồi đấy bà đợi đi để vì bây giờ bọn con tặng những người có phiếu trước đã bà nhá. Dạ, bà cứ ngồi cho đỡ mỏi chân nhá. Tuấn Dương xin chào quý vị, bây giờ đang là 5 giờ và 46 phút. Thì Tuấn Dương đã, hôm nay là ngày mùng 2 tháng 8. Thì mình mới thức dậy và hôm nay thì chuẩn bị lát xíu sẽ phát 300 phần quà cho những người nghèo ở đây. Bây giờ lác đác đã có bà con tới để nhận phiếu rồi nha các bạn. À để nhận quà rồi. Đó, đây là những cái chiếc xe lôi này. Bên kia là cô bán xôi. Rồi sữa đậu nành. Đó, những cái chiếc xe lôi họ dùng để mà chở khách ấy. Giờ Tuấn Dương sẽ đi xuống nhé. Đây bây giờ thì các cô chú đã xếp hàng rồi. Các cô chú mọi người đang xếp hàng dài để chuẩn bị để nhận đồ à. Bà có phiếu chưa? Chưa có. Bà đứng vào trong, bà đứng dưới cùng, bà đứng dưới cùng bà. Đó. Ai có phiếu đứng sau cùng dùng con ạ. Dạ. Thôi mình tới sau mình đứng sau cùng dùng con nhá. Được không? Lấy đây ông rồi vừa chỉ nha. Không đây đây rồi đi đi ạ. Cái này để bỏ phiếu rồi cái xé đi cái nào được cái thì xé dòm sau lưng. Vâng dòm sau lưng rồi. Hai phiếu. Rồi. Rồi hai phiếu không? Chị tử không? Dạ.
Không, lỡ rồi ưu tiên mấy bà già đi xong rồi thôi nhá, chỉ đứng một hàng. Có được rồi, bây giờ mấy bà già này cho hết cái hàng này đi. Rồi bà đi ra. Rồi đi không nổi. Dạ vâng, rồi cho dứt cái hàng nó đi rồi bà con đứng một hàng thôi. Dạ rồi, cảm ơn cô. Rồi một hàng thôi nhé. Một hàng thôi nha. Bà con đến từ rất sớm, bây giờ đang là 6 giờ. Rất là nhanh gọn lẹ. Đúng rồi, cái chú hôm qua mình chở tới đấy, đấy lúc tối. Rồi, cảm ơn chú nhé. Đây có người đi nhận giùm. Rồi từ từ bên kia xong đã rồi chú nhận. Đứng theo hàng em ơi. Rồi đi theo hàng đi, đứng theo hàng đây. Rồi bà con có phiếu đứng theo hàng đây nhá, cứ ai tới thì đứng sau cùng. Không có phiếu xếp hàng đứng sau đấy. Đây là 300 phần quà, mỗi phần là 5 kg gạo và một thùng mì. Đây, gạo đã được may rất là cẩn thận, may vô thành từng bịch này các bạn. Có phiếu người ta bên đây. Hai. Rồi, cảm ơn rất nhiều. Có phiếu đứng sau cùng, đứng sau cùng. À, đây các cô chú này bây giờ mới lên chở đồ về á. Rồi, họ lên xe. Quá trời luôn. Thank you.
bà cứ đứng vào cái hàng sau cùng bên kia tí, bọn con còn dư phiếu bọn con phát ạ. Dạ vâng, rồi. Xe này của chú luôn à? Hả? Xe này của chú luôn à? Ờ, xe nhà. À, rồi. Xe nhà đi lãnh dụng. Dạ, dạ. Vâng, vâng, vâng. Trả tiền xe rồi. À, có người lãnh dùm trả tiền xe, rồi. Phát tài làm giàu đâu nghe. Vâng, rồi, chúc chú sức khỏe nhá. Dạ, dạ. Phát tài năm sau lên cho nữa. Dạ, vâng ạ. Rồi, cảm ơn các cô. Bà con đứng những cái người có phiếu là đây giờ đang tiếp tục kiểm nốt các cái không anh ơi bây giờ để khách hàng vô đi lãng cảng rồi xuống cái đường rồi đây đeo cho tấn anh ơi, bây giờ anh đứng bên kia, bây giờ ở đây là có 300 phiếu tất cả, nên là bọn em phải phát cho những người có phiếu trước, còn dư người ta đã nhận phiếu rồi, còn dư thì bọn em mới gửi anh được. Dạ. Đây chú ơi. Đây. Rồi gửi chú nhé. Đó, đây rất là đông, mặc dù đã chuẩn bị tới 300 cái phần quà rồi nhưng mà vẫn còn có những cái người đang đứng xếp hàng để đợi. Dạ. Có phiếu rồi. Rồi ai có phiếu rồi nhận đồ luôn đi cô. Dạ. Rồi bà có phiếu bà nhận đi bà ơi. Rồi đưa phiếu cho cô, đưa phiếu bên kia cô. Rồi có người nhận bằng mì kìa.
sẽ có những người nhận giùm các bạn, các chú xe ôm. Người ta đi, tại vì là dạ. Nhận giùm, vâng. Dù có nhà bác không á. Dạ. 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 Con nói sao? Nhưng mà bây giờ phải đợi là chú phát hết những người đã tặng phiếu rồi đã nhá. Xong rồi mới còn dư thì mới gửi mọi người, con hiểu chưa? Đó thì mặc dù hôm qua là đã phát cái số lượng là gần 300 phiếu rồi, mà bây giờ đang đợi để nhận lại những cái phiếu đã phát để đảm bảo đủ cái phần quà cho những người đã có phiếu. Tuy nhiên thì vẫn còn có một số rất là nhiều những người đã, những người tới đây để xếp hàng để xin và họ không có phiếu ạ. Lôi được thiết kế để đi chở khách đó các bạn. Trên là cái xe đạp chở khách, chở hàng. Dưới đây là cái thùng, cũng cái bậc này để cho xe, để cho họ leo lên. Đằng trước nó nặng khó đi. Để ba bao gạo xuống dưới, không để mì lên trên. Để một thùng mì phía trước. Để gạo nó nhỏ dễ chở, để dưới, để ba bao dưới. Rồi, cái kia để trên. Rồi, thế. Bây giờ một thùng này em để trước này. Rồi, bỏ vô, còn hai cái để sau. Đó, giữ tay, đi thế dễ đi hơn. Nhà xa không em? Cô này đi bán thuốc nam. Đây cô bán thuốc nam à? Cái này mình tự làm mà cô? À, mình lấy từ nhà thuốc nam xong đi bán. Dạ. Sâm giải độc gan. Bán này thì ngày được nhiều không cô? Ngày mấy trăm? À, thế cô là ở đâu? Nhà bàng. Nhà bàng á? Dạ. Đây có những bà có phiếu rồi nhận đồ về rồi các bạn. Đây nhóm cũng gửi một số các sư ở trong chùa. Bây giờ sư có phiếu thì sư lại nhận này. Đó. Sư có phiếu sư lại nhận. Sư có phiếu lại nhận đấy. Đó, chú kia có 3 phiếu. Đây có một chú xe ôm, chú nhận dùm ha, vì cô đi, cô cũng lớn tuổi, cô còn phải chống gậy. Đây là chú nhận dùm cô.
lên xe để chú xe ôm chú trở về. Cô ra cô nhận gạo, nhận mì nữa. Đây, ai có phiếu cái thì tới nhận luôn và ngay. Rồi, hai mẹ con. Rồi, đây, có những cô. Rồi, các cô có phiếu đi thẳng lên trước nhá. Đi thẳng, cô có phiếu đi lên trước nhận đồ đi ạ. Vâng, lấy luôn hai phần luôn. Cô đi bằng gì tới đây? Cô đi bằng gì tới? Hả? Cô đi bằng gì tới? Tính đi xe. À, đi xe. Có vác về nổi không? Hả? Có vác mang về nổi không? Không mang xe về nổi. Ở trên núi nha. À, ở trên núi. Ba chở con vào. Xe vác tiếp bản kìa. Đau lưng quá. Xe coi xe xe ông ta ai đi đâu? Ba mà đi chở chết chở với ba chở nha kìa. Chở chở này nha. Đi. Quá tệ rồi, nằm bệnh viện ta chỉ đi xe vô đây hết 20 ngàn 30 ngàn. Bây giờ bà ngồi bà đợi xíu đi. Dạ, được không? Bà ngồi bà đợi xíu bà nhá. Dạ. Thực ra thì ở đây Tuấn Dương cũng gặp rất là nhiều những các hoàn cảnh thì đúng thấy cũng rất là nhiều cái hoàn cảnh dễ thương, nhưng mà bây giờ ở đây ấy, mình mà cho một cái số tiền lớn ấy, thì cũng có rất là nhiều người họ sẽ theo dõi, rồi có thể họ sẽ giật của những cái người khuyết tật hoặc là những cái người già như thế này, nên là Tuấn Dương cũng chưa có dám để mà gửi ngay. Đó, chưa có dám gửi ngay. Giờ mất là mất cái phiếu rồi đúng không? Giờ đừng có khóc, đừng khóc, đừng khóc mang tội, khóc không mang tội. Đi lấy một mì với bịch gạo cho các bạn đi. Rồi đi về, ai ôm? Giờ ai ôm? Để bà đi về. Thực sự ra Tuấn Dương cũng tính là gửi bà tiền, nhưng mà các bạn thấy rằng là bà rất là yếu. Nếu mà chúng ta không tới tận nhà mà chúng ta gửi cho những cái người mà cũng không có tin tưởng thì rất dễ là cái trường hợp là bà bị cướp và nguy hiểm đến tính mạng nha. Nhưng mà thực ra nhìn rất là thương, nhưng mà đôi khi các bạn biết rằng là cho thêm tiền nhưng mà chưa chắc là đã tốt. Nhà bà này ở đâu, gần không? Ở tổ 13 Bến Dừa này. Có xa đây không bà? Dạ. Cách đây bao xa, mấy cây cơ? Cây rưỡi số. Bà có dùng điện thoại hay gì không? Dạ. Bà có dùng điện thoại hay gì không? Không. Không á? Dạ. Bán rau, bán bẻ xuống cũng là ăn thôi bà. Con lên núi mà bẻ như có bắn đá. Các chú biết đúng không? Dạ. Dạy hết ba món mà chú ơi. Dạ. Thôi giờ bà cụ cứ đi về trước đi. Để hôm khác có dịp thì con tới nhà con thăm bà cụ sau nhá. Dạ. À rồi. Rồi ngồi chắc nha. Và ngồi chắc nhá. À, các bạn thấy đấy, nếu mà chúng ta giúp bà cụ thì phải giúp một cách sao đấy cho nó hợp lý, chứ không có nếu mà chúng ta đưa tiền cho những cái người xe ôm mà xa lạ, đôi khi chở bà cụ về có khi rồi họ lại kiếm chuyện, rồi họ lấy của bà cụ, rồi có thể là nguy hiểm đến tính mạng. Nên là có nhiều cái vấn đề ấy. Nhiều khi chúng ta người ta nói một cái câu là của cho không bằng cách cho. Mình cho người ta mà lại vô tình lại hại họ, để cho những cái người khác này cái lòng tham, thì cái điều này rất là nguy hiểm. Nên Tuấn Dương cũng không có dám gửi tiền bà cụ.
Thực chất là mình đã mấy lần tính là rút tiền ra rồi, nhưng các bạn thấy đấy, có những các cái thanh niên khi bà cụ ở một mình, mà có nhiều thanh niên là dạng như kiểu là họ nghiện hút hay là không có công việc ổn định mà họ rình rập những các cái trường hợp này, và mình cho nhiều tiền mà bị đi theo thì rất dễ là nảy sinh những các cái vấn đề không có hay. Nên cũng thông báo để quý cô chú anh chị biết. Chú có phiếu không? Có phiếu thì vô trong. Không có phiếu thì cô chú phải xếp hàng đợi ngoài đã. Đây, hai vợ chồng. Cô đẩy chú đi để đến nhận. Đây, mì, gạo đây. Này, nhận cho hai phiếu này, ba phiếu luôn, một đây, hai, ba, rồi trời mưa rồi các bạn. Đó, bây giờ ngoài trời này bắt đầu mưa, đổ một cơn mưa rất lớn. Bây giờ thì ngoài trời này bắt đầu đổ mưa rồi các bạn. Và bây giờ bà con vẫn đang tiếp tục tới để nhận quà. Anh ấy tới nhận hai phần. Rồi, những ai có phiếu thì bây giờ họ cũng đang tới để nhận. Đây, những em bé nhỏ cũng đi nhận quà thay cho ba mẹ. Đó, hai em, cô chị và cô em rất là vui. Đó, em bé nhận đồ về. Đối với như một số trường hợp khi mà vắng thì có thể nhóm sẽ bưng ra tận nơi cho những người lớn tuổi á. Thì bán nón này, mũ nón, và sợ trời mưa thì bà đã đứng vô trong này. Đi đẩy sâu sát vô trong, bây giờ hết mưa thì bà lại đi ra ngoài để bán. Đó. Hai phiếu đây, đến đây hai phiếu. Đây, gạo nữa cô nha. Bây giờ con xin phép bà con này, còn con chuẩn bị 300 phần. Tức là lúc nào thì quà thì cũng, lúc nào quà cũng thiếu, đúng không? Bọn con phát đúng bằng cái phiếu nên bọn con sẽ ưu tiên những cô chú lớn tuổi, những người khuyết tật. Đó, ưu tiên cho những người đó. Chứ còn số lượng thì không bao giờ đủ hết cho tất cả mọi người. Nên là các anh em thanh niên cũng thông cảm giúp em nhá. Và em là sẽ ưu tiên những cụ già, những người khuyết tật. Đó, những người khuyết tật trước.
Đấy, khi nào mà còn dư thì mới có tặng cho những người khác được. Đó. Rồi rồi, chú đi. Vâng, chú về nhá. Dạ dạ. Dạ dạ. Rồi cô chú đi. Vâng vâng. Đây. Cô ơi, cho bên đây một phần nữa đi. Khoa từ 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 nhá. Đây đây đây, chị đưa cô một. Đây cô đây. À thôi được rồi. Ở đây, nhận cái phiếu. Đây, cô bỏ cái phiếu này đi. Ba nào. Dạ dạ. Vâng vâng. Đây đây, có phiếu qua đây nhận. Ờ, không có em ơi. Rồi ai có phiếu tới nhận nhá. Đây từ từ chú ơi, chú từ từ đây. Vâng vâng. Bên đây nhận xong rồi ra rồi để chú. Dạ dạ vâng. Vâng vâng. Vâng vâng. Dạ đây đấy chú, rồi mời chú nha. Đây một số những người này thì đã nhận rồi, con cháu đã nhận rồi nhưng mà sau đó thì lại kiên quyết bám trụ ở đây để nhận quà tiếp à. Báo xanh kìa cô kìa. Rồi em cho một phần thùng mì với ấy. Rồi. Rồi đây có. Rồi rồi chú. Rồi đây bạn này có phiếu này. Ai có phiếu vô nhận nhá. Rồi con đi về đi. Rồi. Con giữ. Đây là nhiều người là nhận rồi đúng không chị? Nhưng mà con cháu nhận rồi đi về xong rồi. Ừ, kêu bà già lại. À, xong kêu bà già lại bám trụ để nhận thêm. Nhiều khi biết người nào già mà ta chưa có đó thì chị chỉ. Dạ vâng. Mấy người mình là có lộ. Dạ dạ. Đây đây, phiếu vô đây nhận đồ đi chị ơi, đây. Đây gạo đây, rồi. Ai có phiếu vô đây nhá. Ai có phiếu vô lánh. Chưa lấy gạo đúng không? Đây, 3 bao gạo đúng không? Rồi, gửi cô. Đây có bà, cô bảo có bà áo, cụ áo xanh này. Đây đây cô đây.
Dạ. 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 Qua cô phát hết rồi bãi dưới tình bây giờ lên mà bệnh tình không phải. Nga làm vậy ở đây ta có mà chìm con á. Rồi đi. Chị vì cái này cũng khó, nhiều khi mình đâu có thật sự mình chuẩn bị 100% thì cũng lại có khoảng nhiều người hơn đấy, 120-130% từ người tới nhận. Có rồi mà cho bà vũ ta không dân dân nuôi trong thì bộ phận kiểm phiếu đang tiếp tục làm việc để coi xem là cái số lượng phiếu và số lượng quà có khớp với nhau không á. Rồi 7 giờ thứ 6. Đây phiếu 7 giờ thứ 6. Đó rồi. Đúng rồi, đây đây đây, 7 giờ thứ 6. Nhà trọ Thúy Nga, chùa Bà. Rồi hết phiếu chưa? Ai còn phiếu, ai còn phiếu nhận nào? Bề phát một thứ thôi nhá. Đây đếm, đếm đây, đếm đây là bao nhiêu? Xem đếm đây là bao nhiêu? Từ từ nhá. Khoan khoan. Rồi đây đây, cô có phiếu này để nhận. Đây mình xếp ra đây đi, xếp ra đây đi, xong mọi người đi rồi. Bây giờ nhá. Khoan. Rồi từ từ đã. Em đóng mọc rồi, em còn ghi ấn trước nữa, cái chữ của mình ấn trước nữa. Dùng cái quên đóng mọc, dùng cái chữ kia, chữ mình ghi ấn trước mặt á. Đó, bốn cho quân có dạo lại không đủ rồi. Làm cái này 20 mà, con gạo 20. Rồi, chắc chậu qua đây 39 bình đi. Chắc chậu qua đây 39 bình đi. Nha, nha, chắc nha, chắc nha. Nha, người nào đâu. Đây còn những cái bên đây là rồi không nha, để từng người nha. Rồi lát xíu ra chỉ từng người một. Rồi Nguyên. Rồi. Rồi từ 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 từ. Cứ từ từ. Cứ đứng im đứng im. Đứng im gọi đến ai người đó lên. Đừng có chen. Rồi hai rồi. Đây bà. Rồi từ từ dừng lại đứng lại. Đứng im lại đứng lại đứng. Không có chen nhá. Rồi. Rồi cô này lên. Đứng im, đứng im. Đứng im. Đâu ông chú này đừng có chen. Ngồi gì đi con gì đi. Nó chen xuống lên. Không sao ta chịu nổi. Cái gì là cái hàng thêm là chết luôn á thiệt á. Cho nhỏ lại. Không, đi 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 đi. Đi ra. Rồi, đây. Rồi cô đi nhá. Rồi giờ không, một thôi, một. Một thôi chú đi ra đi. Bây giờ kém lắm rồi con đi. Mày đi giống nữa đó. Dạ, từ từ đi.
rồi đi ra này đi. Lấy dao cái này đó. Coi ở sao đó, chặn cho chặn. Ừ. Rồi. Khoan sau lại, khoan sau lại, đứng đằng sau lại. Rồi. Đó, có bác xe ôm. Bác xe ôm Grab. Rồi, rồi, được rồi, được rồi. Rồi, chú đi đi. Rồi, đi ra ngoài đi em ơi. Đi ra ngoài không có lãnh cho ai hết. Ở đây là chưa có lãnh cho ai rồi. Kè kè nấu vô đó kìa. Thôi nhá, hết rồi đó. Đi ra ngoài đi. Rồi xong. Rồi 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 rồi. Đây, cho anh này một phiếu đấy đây. Rồi, một bao gạo. Rồi ok, xong nha. Hết rồi nhá. Phiếu qua đây nè. Ai có phiếu qua đây? Nè. Nè, có phiếu kìa. Rồi, giờ Tuấn Dương sẽ dừng cái video clip này tại đây nhá. À, vậy là cái buổi phát quà sáng nay là đã xong. Rồi, hẹn gặp lại các bạn ở những video clip kế tiếp. Rồi, bye bye các bạn nhé.